Đó, hôm nay anh Tuấn Nguyễn kêu thợ lại cái cận quán của dì Châu dán xe lại nha cả nhà. Đó, đây là chiếc xe 350 của anh Tuấn Nguyễn nha cả nhà. Đó, trị giá là cũng 300 mấy triệu nha, biển số. Biển số A là quân có lớn nha cả nhà, quân có cao nha. Ủa giờ không tháo ra để dán, giờ tháo cản ra nha cả nhà. Dán gì chiếc nhiêu chú? Hả? 5 triệu rưỡi. Giá hữu nghị. À, giá hữu nghị đúng không? Ừ. Giá giá quen biết rồi đúng không? Rồi đó. Rồi giờ chú này đang tháo mấy cái chi tiết nào cần tháo nha, để bắt đầu dán keo lên để cho đỡ chèn nha. Ủa anh Tuấn Nguyễn, đợt này dán keo gì anh? Keo trong anh. Đó, dán keo trong cho đỡ chèn nha. Cái này là chưa dán keo luôn. Em đi dạo phố xíu anh Tuấn Nguyễn. Em đi dạo phố em lấy lè với gái chứ bữa rồi. Nói cho anh mượn xong chắc ra mấy con nhỏ dụ anh mất chiếc xe luôn á, về anh còn cái xác còn chết luôn á anh ơi. Quá đi vòng lát đâu nó kêu ha. Đúng rồi, nó không có dễ giải đâu anh, nó kêu hai thằng chặn đầu lại rồi nó cũng là nạn nhân với anh luôn. Rồi hai người đó đứng nhìn nhau cười luôn. Giờ quỷ ma nhiều lắm, gặp cái cướng anh rồi. Ma trà trộn hả? Ừ. Rồi dứt còn đang say dứt ngủ. Hôm qua thấy gì? Hôm qua về dứt có còn đây đúng không? Hôm qua gì dứt á? Tưởng em chở bao sầu riêng về nhà. Cái tối 11 giờ gọi cho em 2-3 cuộc. Trời ơi toàn sao mày, mấy đâu mày đem sầu riêng về nhiều vậy? Của mày hết hay sao? Trời ơi gọi không bắt máy rồi đó, em đang tắm mà gọi 3 cuộc luôn á. Ý là tưởng em chở hết nguyên cái bao đó về, cả bao đó cũng gần cả chục trái á. Em ngồi đợi mà, ngồi đợi chồng về dưới là gửi lắm bao sầu riêng. Em nghĩ sao chắc bao sầu riêng về em sống chết với em luôn á. Không, gọi chia ra hết rồi lúc đó, chia ra em giữ của chị Kali, chị Suka. Rồi chứ thấy về chứ tưởng em đem về của em hết nên chứ mới gọi. Ủa cái đó nãy mày đem về còn. Ồ tham ăn ghê chiếc sầu riêng. Đó, anh Tuấn Nguyễn đang ngồi chợ đợi dán nha cả nhà. Bắt đầu chú này đang đánh bát xe nha cả nhà. Ủa anh đánh gì là cho nó sạch sẽ chú? Là nó sạch cho con. À rồi mình nó dán vô. Ủa nhà chú gần đây luôn hay sao chú? Chú ở Vĩnh Viễn á con. À Vĩnh Viễn á. Rồi chú chạy qua đây dán luôn. Ủa mà chú quen biết ai đây? Đây là cháu. Cháu. À. Cháu Sơn đây nè. À cháu đây. À, chú quen gì chú Sơn hả? Anh ơi, giá không thay đổi. À giá không thay đổi phải không? Đó anh Tuấn Nguyễn cũng qua đây coi nha cả nhà. Cái này nó vậy nè, vô đây nó vướng áo ra cho nó sáng vô. Nói chung dán cho nó sáng. Đó rồi chú lấy keo trong ra tháo ra để dán vô nha cả nhà. Biển số xe của anh Tuấn Nguyễn là 4 nút. Ủa anh Tuấn Nguyễn số này bốc tự nhiên mà đúng không? Quay tự nhiên mà. Đó hôm qua anh Tuấn Nguyễn nhậu xỉn quá, nay còn quất cần câu nữa. Nói chuyện không nổi luôn cả nhà. Dán luôn hả? Của khách của em hả? Rồi lên, dán cho xe luôn. À, chú này dán cũng rất là kỹ nha, nói chung cũng lau lau bát đồ đầy đủ, quét nó cọ quét rồi xong rồi lau lại miếng dán trong, xong rồi mình mới dán vô nha cho nó sạch sẽ, không có bị bám bụi. Chứ này mình mà bám bụi vô mình cũng cực lắm nha cả nhà. Dán chiếc gì khoảng bao lâu xong chú? Đây, chú làm mình dán thì dán từ 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 không? Không có thời gian được. À. Đầy theo. À. Thường là chung chạy xe á, chạy xe hỏi tài xế đi bao nhiêu
mà dùng tới chưa á, tài xế bắt đầu rồi. Trung bình một chiếc dán tầm bao nhiêu mấy tiếng chú? Vô chừng lắm. Đó, giờ chú đang vuốt nha cả nhà. Hôm bữa có mấy anh chị kia có người ở ngoài Nguyễn Nguyễn, bữa có người comment nói xe này anh mượn của anh Phúc Ông. Đó, giờ mượn của anh Phúc Ông mà giờ dán vô mảnh luôn hả? Đó đúng rồi, mạng nha, cộng đồng mạng nha, ai muốn nói thì cũng nói được nha cả nhà. Ở giờ chú này đang dán từng chi tiết nha cả nhà. Đó, giờ chú ghim điện để có cái máy sấy nha cả nhà. Cái máy sấy để cho nó giãn ra mình vuốt. Rồi chú, nên chú đeo cái miếng màu đen vô để cho nóng, cho đỡ nóng nha cả nhà. Chiếc mềm bữa anh lấy lăn bánh luôn lần nhiều anh. À, 350 mấy anh. Xay gì để cho dạng cái độ keo ra rồi mình vuốt cho nó dính chắc. Đó, hôm nay anh Cứng Nguyễn cũng sẽ ngồi đây nắt live stream chúng di chức. Mà giờ này di chức chưa ra nha cả nhà. Di chức còn say men nha, chưa ngủ dậy. Say ke chứ bộ, chứ không phải say men nha. Nãy anh Dậu mới gọi cho di chức, mà di chức không nghe máy là chắc di chức đang say men. Say ke chứ quên, chìm trong giấc ngủ. Chú này diễn từng chi tiết luôn rồi nha. Ủa mấy chiếc Alex là dán tầm nhiêu chú? Tại sẽ lột ra dán lại. À. Con trai. À, còn phải lột ra nữa. Lột ra. Lột keo. Nhìn sao? Nhìn xe mới biết được con. À. Cũng tùy theo cái độ khó đúng không chú? Phải, nó giá thì định giá cái xe đó. Sao? Dọn xe mới định giá được. Dạ. Cô nhà nói chung khó nói. Dạ. Nên dán mấy keo này cũng đỡ chày lắm nha. Mấy cái hoạt nhẹ thì nó vô mấy cái keo không à. Trừ khi da chạm mạnh thôi. Rồi, Sưng đang ngồi anh Cứng Nguyễn trong đây nha. Còn anh Dậu ngồi bên đây. Cái gì nóc nó dán luôn hả chú? À, lát tháo ra. Cắt ra. Ủa
Ủa còn xe kia là anh có chuột luôn không hay bỏ luôn anh? Chuột. Chuột hả? 16 cây chuột. 16 cây á? Chuột gì hết nhiêu 13 anh? 13. Đó, chiếc Vespa của anh Tuấn Nguyễn sắp tới 16 cây nên sẽ chuột lại 13 triệu nha. Cái này chuột bán luôn hay để chạy anh? Để cho Vĩnh chạy. À, để cho Vĩnh chạy nha cả nhà. Ủa anh Tuấn Nguyễn cũng thương Vĩnh dưng lắm nha cả nhà. Cái gì cũng ok cho anh em. Ôi, Sừng cũng đang đứng coi. Nói chung dán này phải dán kỹ nha cả nhà. Nó không kỹ là bung keo, nó chóc keo ra hết. Bây giờ còn cũng cập nhật tình hình dán xe của anh Tuấn Nguyễn cho cả nhà xem rồi. Bắt đầu thôi, hẹn giờ còn cũng xin kết thúc clip lên đây đây nha. Hẹn mọi người clip sau nha cả nhà. Bye bye nha cả nhà. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Ngày mới vui vẻ nha cả nhà ơi. Anh Tuấn Nguyễn đang bút phòng nha cả nhà. Chuyến này là đổi hướng qua bên Lâm Đồng lại nha cả nhà. Nói chung có một chiếu trục trặc kỹ thuật nên bắt đầu sẽ chuyển về Lâm Đồng lại nha cả nhà. Lúc đầu ảnh đi Vĩnh Vinh Phan Thiết hay là ngồi lúc đầu nó đi Vĩnh Vinh thi xong rồi ảnh chuyển qua bên Lâm Đồng nha, để coi tình hình đặt villa được không. Đặt được ảnh sẽ đặt nha cả nhà. Chốt được là cũng đâu còn nhiều ngày đâu, cuối tuần này đi nha. Chính đây là chủ nhật này, đi 2 ngày là chủ nhật thứ 2 nha cả nhà ơi.